Xin chào mọi người, chào mừng mọi người lại quay trở lại với Honey Pet. Hôm nay thì em đang xuất với các bé poodle nâu đỏ size tiny rất là xinh nhé. Các bé đây 3 tháng tuổi này đều đã tới du để em tiêm 3 mũi vaccine rồi nha anh em mọi người nhé. Từ cái quy trình phòng bệnh là 3 mũi nhé, mũi 1 năm bệnh, mũi 2 7 bệnh và mũi 3 là nhắc lại cho mũi trước là mũi 7 bệnh nhé. Hai bé này hiện tại rất là xinh luôn. Một được một cái nhá, ai yêu em có thể nhờ đưa em về nhà mới nhá. Thằng này thì rất là cứng rồi, ăn cơm thoải mái luôn nhá mọi người nhá, không sợ gì nó về, anh chị không cần phải tiêm phòng mũi nào nữa rồi, tại vì các bé đã được tẩy giun tiêm phòng đầy đủ rồi. Bên cạnh đấy thì các bé khóc sóc là hơn 2 tháng tuổi đấy thì cũng đã đều được tẩy giun với tiêm 2 mũi vaccine rồi, nên là anh chị yên tâm nhá. Các bé rất là nghịch luôn này, lông đỏ này, cái lông ngấu này rất là đỏ luôn này, nghe chưa? Cái gì? Cái chú hay là đây? Đây đây xem nào con. Đây đây xem nào. Đó. Đấy, mọi người nhìn xinh không? Em xinh không? Đây là còn chưa được qua spa tắm rửa chị đấy nhá, nhỉ. Em nhỉ? Em nhỉ? Xinh đấy các bạn nhỉ. Đấy. Anh chị có nhu cầu cứ liên hệ cho hotline của bên em nhá. Bên em xin chó toàn quốc nha. Bên em chuyên cung cấp là chó giống thú cưng thường trú 100% nha. Em bán có bảo hành, nhận ship chó toàn quốc luôn, khách hàng nhận chó với thanh toán tiền nên mọi người cứ yên tâm về chất lượng nha. Xin chào mọi người.